Hello, welcome back to my channel Stars Game Đất Công. Và các bạn cùng mình khám phá thế giới đầu tiên nào. Forest Monster, see you in here. Ok. Tiên thì các bạn sẽ phải nhập một chiếc máy ảnh camera. Ok. Back to Zocas. Ok, bây giờ thì mình sẽ quay trở về chiếc xe. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ hai. See you in here, Phil. Chiếc máy bay giấy. Ở đây thì các bạn phi chiếc máy bay thì chúng ta sẽ leo theo chiếc máy bay.
Rồi, tiếp tục đi tìm những ngôi nhà tiếp theo. Hai trên ba cây rồi. Và còn một câu hỏi nữa. Tiếp tục mình sẽ đi ngoài. Các bạn sẽ phải trả lời tất cả là 3 câu hỏi, trong mỗi ngôi nhà là 1 câu hỏi. Khi trả lời đủ 3 câu hỏi, các bạn sẽ đến điểm đích cuối cùng. Và sau đó thì các bạn sẽ hoàn thành được day one của tựa game này. Ngôi nhà thứ 3 này rất khó tìm. Mình vẫn chưa nhìn thoáng những ngôi nhà đó đâu. Mình xin hiên em rồi, phải phi máy bay thôi. Đây là điểm đích cuối cùng và mình sẽ phải tìm ngôi nhà đó. Và nếu đi không cẩn thận các bạn sẽ bị lạc đường nhá. Ở đây có rất nhiều con đường khác nhau. Điện. Rõ phải ngôi nhà đấy không? Mình sẽ đi làm. Chán rồi. Phải tìm con đường khác để mò sang ngôi nhà kia. Ở đây thì lại bị cụt, họ cụt. Đó, các bạn cứ đến ngôi nhà vừa rồi, sau đó thì trả lời câu hỏi ngôi nhà đó và cuối cùng thì đến điểm đích cuối cùng. Và rồi các bạn sẽ hoàn thành được chapter 1 của tựa game này, chuyển sang chapter 2. Ok, rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game thứ 3.
Let's go. Ubin Zomando, mở cánh cửa ngôi nhà ra nào. Quang, xin hiểu. Oh my gosh, bị ông ta phát hiện và ông ta đánh ngay sau lưng mình. Nhưng cuối cùng thì mình lại hoàn thành được phần vừa rồi. Giờ sẽ chuyển đây là phần 2. Level 2. Ông ta đi ra ngoài kia, chạy thôi. Tấm bản đồ ấy rồi. Find the mask. Phim do Fred, phim một người bạn. Anh ta đây rồi, ok. Quỳnh do Hamas. Anh ta đã thoát ra khỏi đây. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tập thứ tư. Level 4. Ở đây thì các bạn sẽ đi đến điểm màu đỏ. Dấu chấm đỏ ở đây. Level 5. Đây rồi. Level 6. Level 7. Thank you.
Number 8. OK, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang từ cái thứ năm. Gota. Hey, 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 so there he is, huh? I got you a nice little place to stay. This is it, Tony. Home sweet home. Beautiful, ain't she? This shithole is... OK, mình sẽ vào thay bộ đồ nào. Đẹp trai rồi. Đi thôi. Take me to my place. Let's go. Apartments cost money. Được 100 tiền. Đó, các bạn cứ làm nhiệm vụ đến đâu thì các bạn sẽ được nhận tiền đến đó. Và bây giờ các bạn sẽ làm nhiệm vụ tiếp theo. Nhiệm vụ bay. Let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới công ty 6. Người ta sẽ nào. San Andres.
Grove Street. Home. At least it was before I fucked everything up. You wanna drive? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me. It's not cut. Keep the value in it. Keep it real. Ballers! Drive-by! Incoming! Oh, motherfucker! My car! We gotta get back to the hood, man. It's too crazy around here. Grab a bike and pedal. Either you ain't forgotten that. Follow my lead. Takes you back some, huh, CJ? Yeah. Things has changed around here. CJ, watch your back around here, man. Oh, my gosh. Why I get so bad? I thought this was family's turn. Yeah, it's Temple Drive family. We don't roll with them no more. Motherfucker! You just a liability, CJ. Why you bother coming back? Watch out, hoes! Straight back into the game, right, dog? Wasn't this bad before you left? East Coast got you all thinned out, home. Bốc đầu rồi, ok. Điều lúc bốc đầu thì rất khó hành động. CJ, you embarrassing us, nigga. What's the matter, fool? You tired? Bang, baby. I got with them motherfuckers, though. Sold them niggas who's gangster. Rider, nigga. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. Well, the last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. So, ok. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tập game tiếp theo. Tập 3. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low, but my hands are all messed up, so you better drive, brother. Let's go.
This is the place right here. Let's get off the street and find the danger clothes. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I could probably get you some work. Come on, let's head over there. Around the back and use the service door. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Hotel Vice City. Tommy Vercetti? Shit. I poked my head out of the gutter for one freaking second and bait shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. There's only one way out of this one, man. Get some sleep, he says. I have... Come on, man.
điều chỉnh được bằng trỏ bên này. Nice bike. Nice bike. Ở đây các bạn sẽ đi đến điểm màu cam cơ. No, my bike. Điều trên xe này rất khó quay đầu. Các bạn sẽ đưa cô gái này về. Will you be working for my father? Maybe. You mind me resting my hand in your lap? Maybe. It's so difficult having a rich and powerful father. Vamos. I'm sure you will. Đó là 100 tiền. Sau đó các bạn sẽ đi làm nhiệm vụ tiếp theo ở hình chút nào. So ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.